Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì là cũng là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng. Và các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cho các bạn là chiếc sản phẩm là gì nhỉ, từ giá rẻ các bạn nhé. Đây, hôm nay thì nhà mình có về được con iPhone 7 này. iPhone 7 này là giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đấy ạ, hôm nay mình về được con iPhone 7 này. Đấy, iPhone 7 này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá là lợn chết nhé. Tất cả là máy là tất cả là dùng bình thường nhé. Đây thì mình sẽ nói sơ cua qua đây. iPhone 7, con này là phiên bản là quốc tế này, 32GB. Tình trạng pin con này thì là pin còn mới 100% nhé. Đấy, con này thì khách đã thay pin mới 100% rồi. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì là con này thì là gì nhỉ, ngoại hình thì là máy còn độ vỏ của nó còn độ 90% các bạn nhé. Đây, tầm độ 85-90%. Mình định giá con này vỏ thì khoảng 85-90%. Đấy, thì là con iPhone 7 này tất cả là máy dùng bình thường, nghe gọi lỗi lầm bình thường, không lỗi lầm gì, chủ yếu là bị hỏng ở mỗi cái camera sau các bạn nhé. Camera trước thì các bạn mà live stream hay các bạn gọi, đây mình sẽ quay màn mình đây, gọi live stream hay là Facebook các kiểu thì vẫn là bình thường nhé, chỉ là bị mất mỗi là camera sau, hỏng camera sau nhé. Con iPhone 7 này là 7 thường này là hỏng camera sau, còn tất cả là bình thường các bạn nhé. Đây, nghe gọi tất cả là bình thường hết, không lỗi lầm gì, tất cả là bình thường hết, chỉ là chức năng mỗi là thiếu mỗi chức năng coi như là hỏng cam sau. Đấy, bạn nào không có nhu cầu cam sau các bạn có thể là mua một iPhone 7 giá rẻ này cũng rất là được nhé. Đấy, tất cả là bình thường nhé. Tất cả là bình thường, sim sóng thì rất là bình thường, ok, chỉ mỗi hỏng là mỗi cam sau thôi. Đấy, vì bên mình thì bên mình thì mua sao mua thế nào mình bán vậy thôi, thì mình không, bên mình thì không sửa chữa, mà mình mua của khách như nào thì mình sẽ bán cho bạn tình trạng thế. Còn iPhone 7 mà tình trạng là bị hỏng camera sau này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,8 triệu nhé. Đấy, iPhone 7 là 1,8 triệu nhé các bạn nhé. Đấy, hỏng thì hỏng mỗi camera sau. Đấy, các bạn về đi sửa hay là thay camera sau cũng rất là ok nhé, làm máy phụ nghe gọi rất là ok. Đấy, con này thì mình sẽ đây, con này thì là bên chưa sửa và màn zin các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 mà hỏng cam sau, quốc tế hỏng cam sau này các bạn nhà hàng đến sớm nhất. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,800,000. Đấy, 1,800,000 nhá, pin 100% nhá. iCloud là sạch nhá, không có iCloud các bạn nhá. Đấy, nên các bạn về yên tâm là nhập iCloud vào sử dụng nhá. Đấy. Máy này thì reset thoải mái nhá. Đấy, về các bạn reset thoải mái nhá. Đấy. iPhone 7 hỏng cam sau 1,800,000. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này các bạn nhà hàng làm sớm nhất, một là qua Zalo và tin nhắn. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán, và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cứ cọc cho mình bên mình trước thôi, thì các bạn sẽ là nhận hàng thanh toán thôi, rất là ok. Bên mình được nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, nên là các bạn cứ yên tâm và mua sản phẩm bên mình các bạn nhé. Đây. Và tất cả và chế độ bảo hành bên mình thì là tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, iPhone 7 hỏng cam sau 1,800,000 cho bạn nhá. Đấy, các bạn 1,8 triệu bạn dùng thật sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ cơ. iPhone 7 các bạn nhá, bạn mua về chơi game xem nhạc, hoặc là các bạn nào mà không có nhu cầu cam sau ấy, các bạn dùng con này rất ok luôn, chiến các loại game luôn. Đây, bạn gì các kiểu. Đấy, iPhone 7 nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại có con mấy con giá rẻ cả. Đây, Soli thì nhà mình nay về được hai con các bạn nhé. Đấy, Soli này, Soli Performance này. Soli Performance thì con này thì là cũng là rất hiếm nhá. Hôm nay thì mình về được một con này thôi. Con Soli Performance này thì là RAM của nó là RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ trong con Soli Performance này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90/90%, máy đẹp leng keng luôn các bạn nhé. Đây, máy màu titan, con này là vỏ màu titan các bạn nhé. Con gì nhỉ, con Soli
Solid Performance, con này là vỏ titan các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000 đấy. Con Solid Performance này, con này là hàng Nhật đấy, hàng của Nhật các bạn đã dùng rồi, hàng của Nhật rất là bền luôn đấy. Và tất cả sản phẩm mình cứ lỗi đầu mùa một tuần và bảo hoạch 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Con Solid Performance này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Solid Performance thì bạn hàng về sớm nhất nhé. Đây, và hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Solid XZS nhé. Đây, giới thiệu điện thoại này, con này là Solid XZS. Con này của nó là gì nhờ, RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Solid XZS này, đây, ngoại hình thì là máy còn độ 90% nhé. Mặt kính thì có hơi phẩy theo thời gian vì khách cũng đã dùng lướt rồi mà, kiểu họ không dán ấy. Đấy. Con Solid này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700.000 nhé. Solid XZS này, RAM 4GB, nhớ trong con này là 32GB. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Solid XZS này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. 1.700.000 cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn dùng Solid cũng được, chung là cũng bền, rất là ok các bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Oppo A53 này. Đấy, con Oppo A53 thì là màn hình của nó là tràn viền, hơn 6 inch, cực kỳ là bự luôn nhá. Con này là RAM của nó là RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con Oppo A53 này được cái của nó là thiết kế này, ngoại hình thì là máy con 90/90%. Máy con này thì là đẹp leng keng xà beng luôn. Ba camera, một đèn flash và vân tay mở khóa muôn mặt các kiểu. Camera trước thì là âm màn hình các bạn nhá. Đấy, nhìn cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét luôn. Âm màn hình này. Camera của nó thì là âm màn hình. Đấy. Đây, camera của nó âm màn hình này. Con Oppo A53 này, đấy. Đây, ngoại hình thì là máy còn 90/90%, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Camera được cái thiết kế của nó là camera của nó là gông bằng inox này. Đấy, các bạn dùng rất là sang chảnh, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Con Oppo A53 này thì là phiên bản của nó là RAM 4, bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp leng keng xà beng, màn hình của nó là tràn viền, hơn 6 inch các bạn nhé. Đây, màn hình cực kỳ to. Các bạn mua một con máy lướt cũ như con Oppo A53 này về các bạn dùng cực kỳ là sướng nhé. Đấy. Và sản phẩm Oppo A53 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.100.000 nhé. Đấy, 3.100.000. Tặng kèm cho bạn một là cái ốp luôn. Đây, ốp khách kiểu dùng theo máy luôn các bạn nhé. Đây chắc là ảnh ốp này của con gái này. Đấy. Nhiều tin nhắn quá. Này không phải là nhiều tin nhắn quá. Quá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 3.100.000 này các bạn nhé, hàng sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con A7 2018. Đây, con Samsung A7 2018. Con Samsung A7 2018 này, con này là đây, khách dùng cái ốp cũ theo thời gian luôn, bẩn. Đây, đâm nó dính cũng khá nhiều bụi bẩn vào cái viên ốp này. Mai thì mình sẽ lau thật sạch cho các bạn nhé. Con Samsung A7 2018 này thì là gì nhỉ? Mình sẽ xem cho các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 4GB này. Đây. RAM 4GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED. Đấy, cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng. Đấy. Màn hình AMOLED 6 inch nhá. Màn hình con này là tràn viền 6 inch AMOLED Full HD cộng. Con Samsung A7 2018 này thì là con này là bản công ty. Công ty. Đấy, hai SIM hai sóng. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, thiết kế là 3 camera, một đèn flash. Máy thì là vỏ cũ phẩy theo thời gian các bạn nhé. Khách dùng cái ốp còn dính các cái bụi ốp vào cái máy này rất là nhiều luôn này. Đấy. Con Samsung A7 2018 màu gold này, thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhé. 1961. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là gì nhỉ? 2.200.000 cho bạn nhé. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Đấy. Tặng kèm các bạn cái ốp này luôn. Bạn nào lấy ốp thì lấy, mà không lấy ốp thì các bạn về có thể là mua ốp mới được các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB này, các bạn nhận hàng sớm nhất. Con này là bản gì nhờ, công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đấy, A7 2018 các bạn nhé. Đây ạ, tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con lot 9 này. Đấy, lot 9 hôm nay nhà mình về con này là rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, lot 9 của bên mình thì là con này thì là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của lot 9 bên mình thì là RAM của nó là RAM gì nhỉ?
RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Bộ nhớ trong là 128GB. Thì các bạn tha hồ lưu trữ hay là làm gì thì tùy các bạn thôi. Đấy. Đây, ngoại hình thì là máy còn 90%. Con này thì là máy rất là đẹp các bạn nhé. Có lót 9 này. Đấy, ngoại hình rất là đẹp các bạn nhé. Máy màu đen bóng các bạn nhé. Lót 9 thì có hỗ trợ cái bút Eiffel này. Các bạn chỉ cần bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Rất là tiện lợi luôn. Mình sẽ mở khóa và bấm bút sẽ là chụp ảnh cho các bạn nhé. Đây các bạn, bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Đấy, rất là tiện lợi sản phẩm Samsung Lót 9. Và các bạn viết vẽ hay là tùy các bạn, rất là nhiều tính năng sản phẩm Samsung Lót 9 ở cái bút này. Đấy, với cái cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Thì các bạn tha hồ lưu trữ hay là nói chung là lướt mạng rất là nhanh, RAM 6GB các bạn chạy cực kỳ tuyệt vời. Màn hình con này thì màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, những sản phẩm đời mới bây giờ nó sẽ không có 2K đâu. Đấy. Đấy, nghe nhạc rất là hay phê luôn. Đấy, loa thì loa nghe một loa bên loa ngoài nhé. Và nghe loa này. Đấy. Lót 9 thì nghe được hai loa nhé, các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay nhé. Nhưng mà để nói nghe nhạc thì vẫn thua cái S9 Bluetooth các bạn nhé. Mình nghe cái S9 Bluetooth nó hay hơn nhiều. Bài này nghe được, bài này là nghe đến MC Việt Hoàng ở TikTok này. Đấy. Đấy, Samsung Lót 9 này. Đấy. Thì là màn hình con này thì là bên mình thì là màn hình đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con Lót 9 bản Hàn 2 SIM 2 sóng này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Mặc định máy Hàn nó sẽ về Việt Nam sẽ là 1 SIM. Đây thì mình đã lên sẵn 2 SIM cho bạn rồi nhé. Đấy, bạn nào mà dùng 1 SIM thì mình sẽ về 1 SIM cho bạn luôn. Đấy. Đây Lót 9 đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 9 này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn với giá là gì nhỉ? 6 triệu đồng các bạn nhá. Máy đẹp leng keng xà beng luôn. Hôm nay thì nhà mình lại về con này là con giá rẻ này. Con này thì là máy nó ép kính rồi các bạn nhé. Hôm nay thì mình mua khách ép kính rồi. Con này là con Redmi 2 Pro. Redmi 2 Pro. Cấu hình con này tận RAM 6GB cơ. Đấy, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Con Redmi 2 Pro này là RAM 6, bộ nhớ trong một à gì sorry các bạn, 64GB này thì là ngoại hình cũng rất là ok luôn. Cũng cũ theo thời gian. Nhưng mà con này thì là khách cũng đã ép kính một lần rồi các bạn nhé. Đây ạ. Đâm nó sẽ có cái đốm trắng trắng đấy này. Đấy, máy ép kính một lần rồi nó có sẽ đốm trắng trắng vào cả một kiểu là khách kiểu dùng có một tí chày chày ở đây này, tí keo này. Các bạn dùng về dùng vài hôm là sẽ hết nhé. Kiểu khách máy khách ép kính mà. Thì là bên mình mua sao thì mình nói vậy luôn cho bạn. Con này thì mình sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ cho bạn là 1.500.000 nhé. Đấy, con Redmi 2 Pro cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000. Các bạn mua con này thì nó thật với các bạn quá tuyệt vời và quá sướng luôn các bạn nhé. Hai camera luôn, dặn RAM 6, bộ nhớ trong 64GB mà. Các bạn dùng thì tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy. Đây ạ, và đây là con Samsung Z2 Pro. Z2 Pro thì hôm nay nhà mình lại về được con này xong. Đấy. Con này thì là máy Z nguyên bản luôn nhá. Đấy. Z nguyên bản luôn, chưa sửa chữa gì. Đây vẫn còn tem của hãng Samsung luôn này, tem ốc của hãng Samsung luôn. Con Z2 Pro này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình cũng rất là ok luôn các bạn nhá. Màn hình của nó là màn hình AMOLED luôn. Con Samsung Z2 Pro này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Các bạn làm máy phụ nghe gọi tình toàn rất là ok các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 Pro các bạn nên hàng sớm nhất nhá. Đây ạ, và tiếp theo là con này là con Samsung Z7 2016. Đấy. Z7 2016 này thì là đây bản công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình của nó là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình của nó là màn hình của nó là màn hình 5.5 inch nhá. Sorry các bạn, không phải tràn viền nhá. Màn hình của nó 5.5 inch, mà nhưng màn hình ngày xưa rất to, rất là bự các bạn nhá. Con này thì màn hình đẹp keng, không ám nhá. Con Samsung Z7 2016 này, con này thì đây. Đây pin cũng rất là to luôn, pin rất là bự luôn. Máy được cái là máy công ty. Đây 2 SIM 2 sóng, một thẻ nhớ nhá. Con này thì là máy cũng Z nguyên bản luôn. Đây. Vẫn còn tem ốc của Samsung đây nhá. Chưa tháo hay chưa bung máy, chưa sửa chữa gì. Đấy. Con Samsung Z7 2016 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Màn hình cực kỳ to và bự luôn. Đấy.
Đấy, các bạn mua về màn hình của nó là màn hình AMOLED mà, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ đẹp. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em nhỏ rất là ok các bạn nhé. Làm máy phụ nghe gọi chống cháy rất là ok. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 2016 này, các bạn hàng thì sớm nhất nhá. Đấy, 1.500.000 cho bạn. Đấy ạ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối, à đâu, chưa phải cuối cùng, nhưng mình còn một con cuối cùng nữa cơ. Con này là con gì nhỉ? Alamed này. Alamed thì hôm nay nhà mình lại về là con màu đen này, đen bóng đẹp này, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con Alamed này, màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Rất là đẹp luôn. Con này thì là máy zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Con A5S này thì là các bạn cũng đã rõ rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5S này, các bạn nhà hàng này sớm nhất nhá. 1.900.000 cho các bạn nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Ngoại hình rất là ok luôn các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, các bạn mua về làm máy phụ dùng tình toàn rất là ok các bạn nhé. Đấy, pin hơn 4000 các bạn dùng thì nói thật của các bạn sướng cuộc đời luôn. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu với các bạn đây là con này Samsung Z4 Plus nhá. Z4 Plus thì con này thì mình đây, Samsung Z4 Plus, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình thì là con độ 90% các bạn nhé. Ngoại hình cũng rất là ok luôn. Con Samsung Z4 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhé. Màn hình của nó là 6 inch luôn các bạn nhé. Đấy, nhưng màn hình của nó là HD thôi. Đấy. Con Z4 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhá. Màn hình 6 inch, 1.400.000, rất là ok, rất là rẻ luôn các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đây SIM Villa vào mạng hay sao? Các bạn đợi mình tí nhá, mình lấy SIM Villa vào mạng các bạn. Đây, và cuối cùng nhà mình nay về được là SIM Villa vào mạng cả năm này. SIM Villa vào mạng cả năm này, 4G vào mạng cả năm này thì bên mình đang thanh lý mạng với giá là 350.000. Chỉ với giá là 350.000 các bạn đã sở hữu là SIM Villa vào mạng cả năm. Các bạn gì nhờ? Các bạn một năm các bạn không phải phát sinh thêm 1.000 nào nhá. Đấy, một năm các bạn không phải phát sinh thêm 1.000 nào. Đây ạ. Bạn nào gì nhờ, và tất cả sản phẩm bên mình thì là gì nhờ? Đây, SIM này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 350.000 các bạn nhá. Vào mạng cả năm không phát sinh 1.000 nào. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và gì nhở, xin chúc các bạn xem video mình buổi tối ngon. Và là gì nhở, là hôm nay thì là mùng 1 đầu tháng, thì mình chúc các bạn là một tháng sắp tới đây thì là công việc thì luôn luôn thuận lợi các bạn nhé, sức khỏe thì dồi dào. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.